để chuẩn bị cho vòng loại ASEAN Cup 2023 và AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tìm kiếm các cầu thủ có gốc gác Indonesia để tăng cường cho đội tuyển quốc gia. Và theo trang ASEAN Football, huấn luyện viên Shin Taeyong đã chấm được hai cái tên, đó là thủ môn Emin Audero, người từng khoác áo đội U21 Italia và đang bắt cho Sampdoria. Cái tên còn lại là Jordi Weeman, tiền vệ từng chơi cho đội U20 của Hà Lan và hiện thuộc biên chế của con lạc bộ Luzern của Thụy Sĩ. Đây không phải là những cái tên có các bác Indonesia đầu tiên được mời gọi về khoác áo đội bóng Đông Nam Á. Trước đó, Liên đoàn bóng đá nước này đã thuyết phục được 3 cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ của Hà Lan là Rafael Maitimo, Stefano Lillipali và Ezra Walian trở lại quê hương. Tuy nhiên, bộ bà này cũng không phải là những cầu thủ nổi tiếng nhất mang trong mình dòng máu Indonesia. Trong khuôn khổ video này, chúng tôi muốn nói tới một người trong số đó là Raja Nengolan. Tiền vệ này sinh ra tại Anweb, Bỉ vào năm 1988. Anh có mẹ là người Bỉ và bố là người Indonesia, thuộc tộc người Batak ở đảo Sumatra. Họ gặp nhau khi ông bố Marianus Nengolan của anh tới châu Âu làm ăn với hy vọng đổi đời. Ngoài cái họ, Nengolan thừa hưởng từ bố, cái tên Raja của anh cũng có nghĩa là Đức Vua trong phương ngữ Bahasa của Indonesia. Nhưng khi Raja và chị gái sinh đôi Riana của anh lên 5 tuổi, bố của họ đã bỏ rơi ba mẹ con để trở về Indonesia. Phải 13 năm sau, họ mới gặp lại nhau. Tháng 12 năm 2007, khi Nên Golan đã 18 tuổi, ông Marianus mới bay từ đảo Bali đến Italia để gặp cậu con trai, lúc đó đang khoác áo câu lạc bộ Piacenza. Khoảng thời gian đứt liên lạc kéo dài tới hơn một thập kỷ ấy, dĩ nhiên khiến họ có khoảng cách nhất định. Nhưng khác với Dele Alli, Virgin van Dijk hay Ryan Giggs, những người không muốn mang họ của bố trên lưng áo hay thậm chí đổi hẳn sang họ của mẹ, nên Golan không chối bỏ gốc gác của mình. Giải thích với tờ Bolanda của Indonesia, anh từng thừa nhận, Khoảng trống của 13 năm thiếu cha đã được lấp đầy chỉ sau 3 tuần chúng tôi ở cạnh nhau. Không chỉ vậy, nên Golan còn rất gắn bó với quê hương của mình. Anh từng tới thăm Indonesia năm 2013 và được đích thân Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên của nước này tiếp đón. Hai năm sau, nên Golan quay lại đây để góp mặt trong một chương trình đào tạo cầu thủ trẻ. Năm 2018, tiền vệ này một lần nữa trở lại Indonesia để khoác áo đội Jakarta All-Star đá với đội U23 nước này tại sân vận động Gelora Bung Karno

Điều tiếc nuối duy nhất là rốt cuộc Indonesia vẫn không thể có sự phục vụ của Nengolan khi tiền vệ này tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế năm 2018 do bị huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ ngó lơ. Các cổ động viên xứ sở vạn đảo từng kêu gọi anh chuyển sang khoác áo Indonesia, nhưng tất nhiên đó chỉ là hy vọng viển vông vì quy định của FIFA không cho phép điều này xảy ra.